Bí mật hậu trường, những cảnh hôn trong các bộ phim Hoa ngữ thường làm khán giả bất ngờ khi biết được. Trong những bộ phim tình cảm, cảnh khóa môi giữa các cặp đôi chính thường là điểm nhấn quan trọng, có thể thay đổi cảm xúc của khán giả. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau những cảnh này thường là bí mật hậu trường không ngờ của các diễn viên. Mặc dù cảnh hôn trong phim thường được thực hiện để tạo ra cảm giác ngọt ngào và lãng mạn, nhưng thực tế lại khác xa. Ví dụ, trong bộ phim Sở Kiều Chuyện năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã thể hiện một cặp đôi đầy ấn tượng, thu hút sự yêu thích của khán giả. Tuy nhiên, một cảnh hôn trong tập 67 của bộ phim đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người nhận xét rằng cảnh này thiếu đi cảm xúc, nhưng điều ít ai biết, Lâm Canh Tân đã cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng khi phải thực hiện cảnh hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Khán giả cũng nhận ra rằng nam diễn viên này đã mắt nhắm nghiền và tai đỏ ửng trong quá trình đóng cảnh này. Thậm chí, Triệu Lệ Dĩnh cũng tiết lộ rằng Lâm Canh Tân đã ngượng đến mức phải nhanh chóng chạy ra xe riêng khi đạo diễn yêu cầu quay lại cảnh hôn. Không chỉ Lâm Canh Tân ngại ngùng khi đóng cảnh hôn mà bản thân nam thần xứ Đài Triệu Hữu Đình cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Trong Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, nhân vật Dạ Hoa, Triệu Hữu Đình và Tố Tố, Dương Mịch đã có cảnh khóa môi vô cùng ngọt ngào. Mặc dù phân cảnh này được khán giả khen ngợi, suýt xoa, sự thật là Triệu Hữu Đình đã cảm thấy rất lo lắng khi đóng phân cảnh này với bạn diễn. Trong clip hậu trường, cảnh khóa môi này không được lãng mạn như trên phim. Dương Mịch thường xuyên bày trò trêu đùa bạn diễn. Trong khi đó, Triệu Hữu Đình lại tỏ ra kém chủ động và ngại ngùng. Nam diễn viên còn đột ngột bỏ đi đánh răng khiến cả đoàn phim được fan cười nghiêng ngả. Dương Mịch còn đùa rằng, đột nhiên cậu lại bỏ đi đánh răng, vậy thì tôi chỉ còn nước ăn tỏi thôi. Trong gặp gỡ Vương Lịch Xuyên, nữ diễn viên Tiêu Tuấn Diễm cũng đã có những kỷ niệm khó quên khi đóng cảnh khóa môi với nam diễn viên quá cố Cao Dĩ Tường. Vì Tiêu Tuấn Diễm chỉ cao 1,62m, trong khi Cao Dĩ Tường cao hơn 1,9m, khiến nữ diễn viên phải kiễng chân hết mức có thể để đóng cảnh hôn. Khi đóng cảnh hôn quá lâu, mặt của nữ diễn viên còn đỏ ửng lên vì cọ vào bộ râu của Cao Dĩ Tường. Có không ít những diễn viên nữ cảm thấy e ngại khi đóng cảnh hôn với bạn diễn khác giới. Ví dụ như trong bộ phim Thiên Kim Trở Về, Lý Thấm và Lý Dịch Phong có rất nhiều cảnh khóa môi ngọt ngào. Nhưng khán giả đã tinh ý phát hiện ra nam diễn viên thường đặt một ngón tay lên miệng bạn diễn để tạo khoảng cách. Triệu Lệ Dĩnh cũng có nhiều cảnh hôn với đàn em Kim Hạn trong Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em. Tuy nhiên, có rất nhiều khán giả đã phát hiện ra nam diễn viên thường xuyên hôn vào cằm của đàn chị. Nam diễn viên cũng từng chia sẻ rằng anh rất lo lắng khi đóng cảnh khóa môi với Triệu Lệ Dĩnh, tới mức phải chạy vào nhà vệ sinh. Một số cư dân mạng thì đùa rằng có lẽ Kim Hạn sợ ông xã Triệu Lệ Dĩnh là Phùng Thiệu Phong ghen nên không dám hôn vào môi nữ diễn viên. Có những cảnh khóa môi đã trở thành kỷ niệm xấu với nhiều diễn viên, đặc biệt là diễn viên nữ. Chẳng hạn như nụ hôn tai tiếng giữa Lâm Tâm Như và Châu Kiệt trong Hoàn Châu Cách Cách. Trong một lần xuất hiện trên sóng truyền hình, người đẹp xứ Đài đã kể rằng cô bị một bạn diễn nam cưỡng ép hôn. Hành động này của Lâm Tâm Như khiến mối quan hệ giữa cô và bạn diễn Châu Kiệt xấu đi, sự nghiệp của nam diễn viên cũng bị ảnh hưởng. Sở hữu ngoại hình nam tính, được phái nữ yêu mến nhưng Mã Cảnh Đào lại rất thô bạo với bạn diễn nữ khi đóng cảnh thân mật. Khi đóng Mai Hoa Lạc, phân cảnh Mã Cảnh Đào hôn ngấu nghiến bạn diễn Trần Đức Dung khiến khán giả cảm thấy không khỏi xót xa. Họa A Mã, Trương Thiết Lâm từng bị khán giả chỉ trích suốt một thời gian vì cảnh hôn thô bạo với bạn diễn nữ Đào Hồng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Cảnh khóa môi này bị nhận xét là thô thiển, khiến Đào Hồng cảm thấy khó chịu. Phân cảnh này từng bị coi là hành vi quấy rối tình dục bạn diễn nữ. Không những vậy, khi được phỏng vấn về cảnh hôn với Đào Hồng, nam diễn viên đã trả lời rằng cũng không tệ như các diễn viên trẻ bây giờ. Câu trả lời này đã khiến công chúng tức giận. Trương Thiết Lâm phải vội vàng đính chính ngay sau đó.
Mm-hmm.